xa xưa, chiếc nỏ gỗ theo người Việt vượt núi băng rừng, săn thú, tìm kiếm thức ăn. Trong truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, cây nỏ là vũ khí chiến đấu gìn giữ bản làng. Bước ra từ những trang sử hào hùng, ngày nay bắn nỏ trở thành một bộ môn thể thao rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ. Ở vùng đất tổ Phú Thọ có một lão nông ra sức gìn giữ những cây nỏ, truyền thống bắn nỏ. Một người nông dân ban ngày trồng lúa trồng rau, nhưng đêm xuống lại lặng lẽ chế tác từng cây nỏ, mũi tên. Đam mê cả một đời với cây nỏ được ông gửi gắm trong mỗi lần thi tài. Sau những hào quang của chiến thắng, ông say sưa truyền đạt lại kỹ năng bắn nỏ cho lớp hậu thế. Với ông, mỗi cây nỏ không chỉ là sức mạnh mà còn là để rèn luyện ý chí. Đã là đàn ông của bản sắc dân tộc mà đã là dân tộc thì phải biết chơi nỏ. Ông Triệu Văn Phủ cất công vượt quãng đường hơn 30 km từ huyện Thanh Sơn tới huyện Tân Sơn, tìm đến tận nhà ông Hà Văn Phong. Câu chuyện giữa hai người đàn ông, một dân tộc Mường, một dân tộc Giao, chỉ xoay quanh một nội dung duy nhất, đó là cây nỏ. Trong cộng đồng người Giao ở Thanh Sơn, ông Phủ được cho là người dày dặn về nỏ tên. Ông được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ bắn nỏ của người Giao. Cây nỏ được ông chuẩn bị cho đợt thí tài bắn nỏ trong lễ hội Đền Hùng 2016 có những biểu hiện bất ổn. Ông Phủ mất nhiều ngày nghiên cứu để tìm hiểu mà chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng ông Phong chỉ cần đến 5 phút đã có thể bắt bệnh đúng của cây nỏ và hiệu chỉnh nó thành công. Thế là được em thì nên mới kiểu này làm nó không đủ đồ. Tức là nó ra bên này nó không đủ đồ làm nó mới bị lệch, dẻo đi dẻo lại. Bây giờ anh đang bảo ấy thì xem em bắn thử xem nó có được hay không. Tôi là rất là tin tưởng với ông Phong. Nên là hôm nay tôi mới vác cái nỏ lên để cho ông, nhờ ông để chỉnh lại cái nỏ. Bởi vì là ông này là làm về môn bắn nỏ là từ rất lâu rồi. Tôi thì mới làm về đây cách đây 5-6 năm thôi. Nên là ông là người đi trước, tôi người đi sau. Tôi phải học ông. Thì tôi cũng được làm nhưng mà kinh nghiệm của tôi thì chưa được bằng ông. Về cái môn thể thao bắn nỏ thì chỉ có ông Phong là huấn luyện viên là nhất cả tỉnh Phú Thọ mình luôn. Ngày bé mình lên thì mình cũng mong biết được những người bắn nỏ có kinh nghiệm và lâu năm thì mình muốn biết người đấy bắn như thế nào để mình tiếp xúc và học hỏi theo người đấy. Cụ thể thì bạn muốn nhìn thấy ai nhỉ? Cụ thể mình muốn nhìn thấy ông Phong và ông bác của mình là trong gia đình biết bắn và biết làm nỏ trước thì mình muốn học hỏi ông đấy. Sinh ra trong một gia đình có 5 đời gắn bó với cây nỏ, vì thế từng đường cong của cây nỏ đã đi vào tiềm thức của ông Phong từ thuở ấu thơ. Là ngày xưa thì là khi còn bé mình chưa biết làm ấy, tức là phải đem nhờ, tức là tất cả những cái ở trong xóm này có những cái ông là người ta biết chế tác nhất định. Thế trong khi đó là mình thì là mình thích có một cái cây nỏ như thế để mà chơi 5 lần 7 lượt là đi đến nhờ người ta hoặc mua người ta, nhưng người ta vẫn không có thể làm được, là mình phải xúc lúa nhà đi đấy. Những năm 70 của thế kỷ trước, ba yến thóc là bao mồ hôi nước mắt cấy cày. Nó đủ cho gia đình ông ăn trong vòng 10 ngày. Thế mới hay cái độ say một cây nỏ tốt của ông Phong. Đầu thì mình xúc đến 10 cân. Nhưng nghe chừng là ông ấy vẫn không có đủ cái thời gian để làm. Thế bắt đầu mình về mình lại xúc tiếp đến 2 yến nữa. Lúc bây giờ người ta bảo tức là cái thằng ấy khéo mà nó như thế nào rồi. Nhưng mà mình thấy đam mê thì mình cứ làm. Thế mà được cuối cùng là được cái rồi thì mình bắt đầu mình đam mê, mình mày mò mãi. Không thể cứ mãi đi xúc thóc, đi đổi nỏ. Ông Phong tự mày mò cách chế tác nỏ. Sống giữa bản làng, lớn lên cùng những bụi luồng bụi tre. Ông Phong rành giỏi trong lựa chọn nguyên liệu làm nỏ. Cái cây này già, làm được cái đấy. Nhưng mà
nó lại vướng vào cái chỗ sâu ở chỗ này, không được. Cánh nỏ được làm từ luồng đá, thứ luồng đặc chủng của vùng đất Tân Sơn. Cây này to, đẽo được, nó dày, làm nó chuẩn, nó thẳng, nhưng mà chỉ mỗi cái tội là nó khiến ở chỗ này rồi. Nó không có cái độ bật, nên là các cụ không lấy, nó thay như kiểu cọc ngọn đấy. Ví dụ mình phải lấy cây vút ngọn tầm như thế này, cái bên này hướng mặt trời nó mọc nó ổn, bên này thì lặn này, nốt nó phải 100% như thế này, có phải là chỗ nào cũng kiếm được đâu. Trong mấy năm nữa là cái loại cây này nó thì đẹp nhất, bởi vì tức là cái tầm này mình chỉ bổ 1/3 đi lấy thì bắn thì thôi rồi đấy. Cho nên các cụ ngày xưa người ta phải bảo tồn và phải duy trì, người ta bảo vệ từng tí một, cho nhà nào có người ta trồng, cha truyền con nối thì mới có chứ. Nhà mình đây là giữ lưu truyền mới có. Kiếm được cái cánh nỏ như ý là rất khó, chứ không phải là đơn giản. Chỉ những cây luồng đạt đủ tiêu chuẩn, 4 đến 5 năm tuổi, xanh mướt, cật khỏe, không có vết kiến đục và hướng về phía mặt trời mới được lựa chọn để làm nỏ. Những cây tên bắn với độ dài khoảng 40cm được làm từ cây mai, cây bương già, sau đó ngâm trong nước để tăng độ bền, độ chắc. Điều đặc biệt làm nên sự dẻo dai đàn hồi cho cây nỏ của ông Phong chính là việc thân luồng và tên bắn được ngửi trong khói bếp hàng năm trời. Để có được những kinh nghiệm đó, ông Phong phải cất công đi gặp gỡ nhiều già làng giỏi về nỏ. Bản thân ông cũng đã tự trải nghiệm trong quá trình chế tác. Cứ như vậy, mải mê với tre, với luồng, với nỏ, với tên, không ít lần ông Phong bị người ta cho là gàn dở. Tất nhiên là cái công việc đồng áng thì đôi khi cũng bỏ, bởi vì say nỏ. Suốt ngày anh cứ lang thang trên núi trên đồi, là cứ đi mà cứ săn bắn thôi. Thế là cuối cùng là nó trở thành cái điểm đam mê, nó ngấm vào mình bao giờ chả biết. Kéo lên bình thường. Còn tên, bố tên xong lên. Tiếng lên dây. Tiếng tên lao vút về phía tiêu điểm. Và hơn hết là vẻ đẹp của bộ môn thể thao dân tộc khi kết hợp giữa sức khỏe, trí tuệ, linh cảm đã giúp ông Phong đi qua những dư luận làng xóm, tiếp tục gắn bó với niềm đam mê này. Tên tuổi của lão nông Phong Nỏ đã lưu dấu tại nhiều hội thi nỏ. Hơn 100 huy chương tại nhiều giải đấu cấp tỉnh và trung ương. Đây là con số mà nhiều vận động viên thể dục thể thao chuyên nghiệp cũng phải ao ước. Nếu củ khoai mớ rau nuôi sống ông về thể chất, thì những huy chương này vun đắp về tinh thần cho ông. Cũng không phải là mình làm để mà lấy huy chương hay là lấy khen, nhưng tâm niệm niệm của mình làm như thế. Nhưng mà cũng qua quá trình tham gia thì cũng được các cấp các ngành, rồi từ tỉnh đến huyện rồi trung ương, người ta ghi nhận lại cái thành tích của mình thôi. Thế là chính vì thế mà mình càng ngày càng đam mê. Mỗi khi được nhận giấy khen thì đấy cũng là một cái trách nhiệm của một người công dân để khôi phục. Như một cơ duyên, từ chỗ chỉ là một người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, niềm đam mê với cánh nỏ, một phương tiện săn bắn truyền thống, đã dẫn dắt ông đến với sự nghiệp đào tạo xạ thủ. Ông cũng là thầy của hàng trăm xạ thủ nổi tiếng trong tỉnh Phú Thọ. Anh Phong ấy cũng là một thành viên của hội nông dân, thì anh cũng đã là cố gắng là phát huy cái truyền thống của dân tộc và cái truyền thống bản chất của là các cụ ngày xưa để lại, thì anh đã cố gắng và phát triển và tìm tòi để đến nay là anh đã trở thành một cái nghệ nhân trong vấn đề sáng chế cái nỏ và tham gia, tức là tổ chức huấn luyện cho các cây con cháu tham gia các cái hội thi phù đồng được thành công. Nếu như không có cái anh Phong ấy thì cái phong trào chắc chắn là nó sẽ kém đi, bởi vì là những người chưa có cái tâm huyết thì không bao giờ nó hoàn thành được. Tỉnh tặng bằng khen vì có công, tức là gìn giữ bảo vệ bản sắc dân tộc, thì mình thấy nó càng thấy cái trách nhiệm của mình cũng có cống hiến cho thế hệ sau nhiều hơn. Thế là mình cũng mới trở thành cái niềm đam mê thôi. Cứ mỗi độ tháng 3, đích thân ông hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ tìm đến tận nhà lão Phong Nỏ để mời ông về huấn luyện. Chào anh, chào anh Phong. Chào các chị.
lâu lắm. Rồi, hẹn hôm nay mới đến được. Rồi, rất là cảm ơn. Vâng. Tới đây là tỉnh Phú Thọ là tổ chức cái hội khỏe phù đồng khu vực. Vâng. Thế và có nội dung bắn nỏ. Cho nên anh em là trân trọng mời anh để ra làm chuyên gia bắn nỏ cho tỉnh. Anh sẽ cố gắng thu xếp vâng. công việc để vâng. ra để hỗ trợ góc độ là làm công tác làm cho các cháu nó thế nào để cho phù đồng nhà mình nó có kết quả. Vâng. Thế và em nói với anh môn bắn nỏ ấy là cái gì? Nó là cái môn truyền thống từ thời xa xưa. Thế và tỉnh Phú Thọ là đất tổ ấy. Truyền thuyết về nỏ thần. Rồi. Và bây giờ anh em mình đang phát huy cho nên làm nào tới đời hội khỏe phù đồng anh phải giúp em để khẳng định. Thứ hai nữa là anh ấy tạo điều kiện về cơ sở vật chất và dụng cụ. Đặc biệt cái nỏ này nó mang tính gọi là có cái bí quyết nào đó. Thì chúng tôi cũng chưa hiểu được cái hết bí quyết đấy. Nhưng nỏ của anh Phong là bắn rất trúng và rất tin. Và cái thứ ba là anh Phong là người rất đam mê với cái môn bắn nỏ này. Và từ cái đó thì sau mấy mùa phù đồng ấy, thì anh Phong đi với chúng tôi. Thì lần nào cũng giành thành tích rất tốt. Và kỳ này chúng tôi lại tiếp tục mời anh Phong. Và chúng tôi muốn là môn bắn nỏ vẫn là môn gọi là có cái truyền thống. Và Phú Thọ sẽ là cái nơi mà phát tích của môn bắn nỏ nhưng đồng thời tiếp tục duy trì phát triển nó. Lớp bắn nỏ phục vụ cho lễ hội đền Hùng này đã được duy trì được hơn 13 năm nay. Khi xác định cái điểm chạm bên kia rõ ràng rồi thì cái ngón tay mình cầm chắc ở đây, cái ngón này đạt hờ. Sự mộc mạc của một huấn luyện viên nông dân khiến không khí lớp học trở nên gần gũi hơn. Thế còn cái tay này không cần bóp vào hội, chúng ta cầm khi xác định cái điểm chạm bên kia rõ ràng rồi thì cái ngón tay mình cầm chắc ở đây. Ông Phong không chỉ mang đến cho các em tri thức mà ông còn muốn truyền đi tình yêu đối với cánh nỏ để các em hiểu và trân trọng giá trị truyền thống của cha ông, từ đó có ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bắn nỏ không phải là mang tính hơn thua mà mang tính võ, mà đây là chỉ là học hỏi kinh nghiệm của nhau và càng yêu thêm cái môn bắn nỏ và giữ gìn bản sắc của nó hơn. Bộ môn này là ông cha của em đã để lại cho em, bây giờ thì em muốn nối lại truyền thống của ông cha em đó. Em muốn gìn giữ, không muốn để nó bị lạc mất hay là bị mai mòn. Sau những hào quang mà sự nghiệp bắn nỏ mang lại, ông Phong trở về với cuộc sống đời thường của một lão nông chân lấm tay bùn. Bắn nỏ đã trở thành niềm yêu thích của ông và những lúc nông nhàn rảnh rỗi. Vì thông qua cây nỏ, người đàn ông này mong muốn gìn giữ, bảo tồn và tiếp nối các giá trị truyền thống của ông cha. Khi mình lớn lên cũng như nhà sàn và cũng như đuống ở trên này là cái bản sắc dân tộc nó phải có như thế. Nhưng bây giờ nhà sàn cũng mai một và đuống cũng mai một. Và đồng thời là bây giờ chỉ còn cái duy nhất của ông cha ta để lại cho là cây nỏ. Mà cây nỏ này thì nó tượng trưng cái bản sắc dân tộc, cho nên là bây giờ cứ đến nhà Mường nhà mình là dù ở đâu thì ở thôi. Dù có xây nhà đi chăng nữa thì người ta vẫn có cái nỏ để người ta treo. Để gần như nó tựa như cái linh hồn của một cái dân tộc. Thế cho nên mình đam mê, mình xoay thế. Cánh nỏ bước ra từ truyền thống của quá khứ, rồi hòa nhập trong dòng chảy hiện tại. Nhà giữ bắn nỏ cũng là gìn giữ, bảo tồn và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông cha. Còn khỏe là còn gắn bó với cây nỏ, là còn lan tỏa tình yêu đối với cánh nỏ đến cho mọi người.